hôm nay trường Đại học Việt Đức đã trao bằng tốt nghiệp cho 21 tân cử nhân ngành kỹ thuật điện và công nghệ thông tin, 59 tân thạc sĩ các ngành hệ thống thông tin doanh nghiệp, cơ điện tử và công nghệ cảm biến, tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, kỹ thuật và quản trị sản xuất toàn cầu, giao thông và vận tải. Tại buổi lễ trao bằng, ông Hà Hữu Phúc, vụ trưởng, giám đốc cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố Hồ Chí Minh Mong muốn các tân cử nhân, tân thạc sĩ sử dụng kiến thức đã được trường trang bị và kiến thức học ngoài đời để khẳng định vị trí vai trò của mình đối với xã hội. Trường Đại học Việt Đức được thành lập trên cơ sở hợp tác quốc tế với Cộng hòa Liên bang Đức, trường đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ cao nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.